Từ một thôn có diện tích nằm hoàn toàn ngoài bãi sông Hồng với nhiều khó khăn, thôn Phú Cường, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động đã vươn mình tạo sự đổi thay rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội. Minh chứng cho điều này đó là mới đây, thôn đã được Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động công nhận đạt khu dân cư đầu tiên của huyện đạt kiểu mẫu. Thay vì xây dựng tường bao hết toàn bộ phần diện tích đất của gia đình, thì anh Toanh xây lùi lại gần 1 mét để dành đất trồng hàng hoa hồng cổ rực rỡ. Do đó, cảnh quan khu vực này có thêm sắc màu đẹp đẽ, xanh tươi hơn. Và ở thôn Phú Cường, cảnh sắc không phải hiếm gặp bởi nhiều gia đình đều có ý thức trồng và chăm sóc những đoạn đường, những hàng rào từ hoa như vậy. Mình trồng trước hết là mình ngắm để cho nó bà con cũng được thưởng thức về cái môi trường rồi cái cảnh quan nó được đẹp để cho là cái nông thôn mới nó phát triển lên. Bà con nhiều khi là đi lại nhìn thấy hàng hoa rất là thích. Thôn Phú Cường hiện có trên 800 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu. Bắt tay vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nơi đây có nền tảng thuận lợi là sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ đảng, các tổ chức và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong thôn. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất, đóng góp gần 2 tỷ đồng xây dựng đường giao thông. Tiêu chí về quản lý dân cư và hạ tầng cơ sở ở Phú Cường đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Với công trình nhà văn hóa, sân chơi khang trang, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%. Thôn Phú Cường của tôi là một cái thôn mà thuần nông mà ở ngoài bãi 100%. Ngày xưa thì ngập lụt là cũng vất vả lắm. Thế nhưng mà đến giờ thì có 8 tuyến đường nhưng mà tất cả là đường nào chúng tôi gần như hoa. Hệ thống điện chiếu sáng là đường bê tông này, cho nên bà con nhân dân cũng rất phấn khởi. Điều quan trọng nhất phải có cái sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành. Nhất là ở cơ sở các tuyên truyền cho nhân dân làm sao mà truyền tải. Người dân là được tham gia, được thụ hưởng. Thì chính người dân là một cái chủ thể rất là đắc lực để mà thực hiện. Dọc bên dòng sông Hồng, thôn Phú Cường hôm nay khoác trên mình diện mạo mới của một khu dân cư kiểu mẫu với những dãy nhà cao tầng khang trang, điện đường hiện đại thể hiện sự quyết tâm kỳ vọng của người dân về một cuộc sống ngày càng khởi sắc và phát triển.